Dạ, Nam Mô Bích Thai dạ. Thì đạo tràng nghe được con không ạ? Dạ, con kính năm cảm ơn cô Hoàng Nguyệt, kính tri ân sư. Nam Mô Bích Thai dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ tụng tập minh hạnh cùng chư tôn đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ năm 21 tây tháng 7 năm 2022 dương lịch, cũng là nhằm ngày 23 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ bắt đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nhà Nam Mô Bích Tha Giác, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thường tâm minh hạnh, từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka sap mayang phan te tisarat ne nasaha atang gasamman nagatang upo satang yacama dutiyam bi mayang phan te tisarat ne nasaha atang gasamman nagatang upo satang yacama tatiyam bi mayang phan te tisarat ne nasaha athangasaman nagatang uposathang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên trì. Tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên trì. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đà hằng sa đà nam gặp cha đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt thằng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Mằng sa đà nam gặp cha đệ tử nguyện quy y Pháp. Thammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sang hằng sa la nam gặp cha mi đệ tử nguyện quy y tăng. Sang khang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Yam bi bút đa hằng sa la nam gặp cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bi Bhutang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Đô tì yam bi thăm măng sa la nam gạch cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp. Duti yam bi thamang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Đô tì yam bi Sang hăng sa nắp mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Duti yam bi sang khang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Yam bi Đà hằng Saranam Gacchami mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi bhutang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Ta tiền bi thầm măng saranam gặp mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp. Tatiyam bi thamang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp. Ta tỳ yam bi sang yo hằng saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam bi sang khang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Bà na tỳ bà ta Vệ ra mani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Bà na tít bà ta về cha ma ni sikha pa đăng samma diya mi đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adin Adana Veramani Sikha Badang đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinnadana Vechamani Sikkhapadang Sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. À, Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya Vechamani Sikkhapadang Sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không được hành. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Vechamani Sikkhapadang Sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura mê ra yamat chập Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me jaya ma chappa ma datta na
Vecchamagni đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vì cả là phụ giả na Vecchamagni Sikha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika lafu chana we chamani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha hita wa dita visu karasana mala gần thân bề đề bà ta hà ra na màn đa na vì phụ sa na tha na về ra ma ni sik kha ba đăng sa ma i ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchayita wa chita Visu karasana ma gan tha vi le panatha chana man dana vi phu sanatha na we chamani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha sijana maha sijana Veravani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ucha sajana maha sajana we chamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang uthappang nyatang upo sathang imang jatin imang jatiwasang sammadeva afirakitin sammadiyami chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atasika badani uposasi ivasena iman jaratan iman jidivasang satukang katwa apmamadena sammarakitap bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng dễ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Silena sura tình danh tí, silena phu sambara, silena nipu tình danh tí, tasma silang viso untha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bào chánh chân, nguyện lời chân thật tác
thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngừa mong pháp bảo đức lành từ dương. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dương. Bảo vật tu sắp mang lăng lạc khăn tu sắp đề vô ta sắp bồ đà nụ phá vô nà sà đà sà thị phá quanh trụ đề. Bảo vật tu sắp mang lăng lạc khăn tu sắp đề vô ta sắp đồ hà mà nụ phá vô nà sà đà sà thị phá quanh trụ đề. Bảo vật tu sắp mang lăng lạc khăn tu sắp đề vô ta sắp đồ sẵn khá nụ phá vô nà sà đà sà thị phá quanh trụ đề. Tất cả hạnh phúc có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được tự mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai. Nam mô Bụt Thầy á, chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Con thành kính đảnh lễ hòa thượng Tế Siêu cùng chư tôn đức và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai. Kính chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã thay mặt chư tăng truyền hoàn tay giới rằng Phật tử chúng con cảm ơn sư tăng đã thay mặt chư tăng trai giới theo chương trình để chúng đây là chương qua Facebook. 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston đến 11 giờ sáng đến 8 giờ sáng và đến 5 giờ Sydney 12 giờ nhận được thành kính đảnh lễ chư tôn đức 21 tháng 7 năm 2022 Phật lịch 2500 tại hôm nay muốn Bali pháp cú phẩm tâm kệ số 8 năm 40 đại sư biên soạn và giảng dạy bài kệ này cho 500 vị theo tu khi ngài quá khí. Trung tâm tỳ kheo sau khi học thiền quán nơi bậc đạo sư cùng nhau đi xa trăm do ngôi làng dân cư ruộng mật. Dân chúng thỉnh cầu chư tăng an cư tại để họ có chư tăng nhận lời và đi trong khu rừng này có một phi nhân cảm nhận giới hạnh của chư tăng trú trên tàng cây b
bèn xuống đất ngồi và nghĩ rằng chư tăng sẽ rừng vài ngày thì chúng thoải mái. Nhưng rồi một tháng các thì vẫn ở không đi. Các trong rừng muốn theo đi nên ma nhát hiện khiến chư tỳ không thể định tâm tu thiền được. Chư tăng đồng lòng rời khỏi khu đảnh lễ bất động. Chư tỳ ý kiến Đức Phật. Ngài hỏi: sao đột nhiên trở về? Chư tỳ kheo tường rừng ấy quấy phá không yên tâm tu thiền. Đức Phật đề Metta Sutta. Ngài bảo: hãy trở ở lại khu rừng ấy, khu rừng thì đọc bài kinh ấy. Chư thiên phi nhân ở đó sẽ có thiện cảm Phật và trở lại khu rừng ấy. Chư tăng an phi nhân ta sẽ ta. Chư thiên trong toàn khu rừng cảm nhận được chúng phi nhân quan hỷ chư tăng vào khu rừng. Không còn những âm thanh những kinh dị tâm tu. Chư tỳ kheo đêm ngày chú tâm quan sát sự biến ngoại đồ dùng bằng. Chư vị đã tăng tinh sát. Bậc đạo sư biết rõ sự tiến triển sát của các tỳ ngắn hầu quan dù ở cách không mà như đã mặc chúng tỳ kheo. Ngài phán thật vậy. Chư tỳ kheo ít tăng rạ đảm đầu gốm. Rồi ngôn cùm hụt quý đích tòa thân mình khi bài pháp 500 vị tỳ kheo ngay tại chỗ ngồi thông tiền tán dư và ra đi. Chánh nãy các rù bà mang bê tòa dù thề thắc thề nã sát nô sĩ già thích bà mang. Đối các số ít nam tinh hợp thể từ cùng hồ ba mạ từ cùng ba nghĩa tở như bình gốm như nồi mị mạ âm ca dăng dăng. Đối các số ít của danh từ nam tính ca y măng số ít nam tính nghĩa là này cái này quy định tòa bất biến quá khứ phân do tự cộng tòa. Khi hiểu được sau khi biết đối các số trung của hợp thể tính từ do từ là tờ thành phố như thành trì đăng hợp âm chích tăng trung tính chích tăng nghĩa là từ y đăng đối các số trung tính của đại tử. Cái này này tháp bê khứ phân của từ tháp bê tí từ tháp bê cộng tu nghĩa khi đặt để sau khi giữ lại vô thề tháp
Động từ khả năng cách ngôi ta phải chiến đấu, phải đánh trận. Đối cách sứ của danh phiền não mà. Nhà vô địa hề đó. Có bản ghi và nhà vô địa hề đó sử dụng cách sứ của danh từ hợp thể. Nhà Udha do từ Panayudha hoặc là Avudha bằng khí giới trí tuệ hợp âm cha chí tăng quá khứ phân từ của đồng đã thắng phục ngôi thứ ba nô bá đa rất giữ gìn hợp thể tính từ anh đi quê sanh á động đi quê sanh á nghĩa là không trụ lãng tham chấp nên là văn bình gốm trú tâm trí văn y măng y đằng chích tăng ăn pháp bề tòa và bàn nhà dút hề nã hề thắc chích tăng chắc rắc khề anh quê sát nồ si già khi biết được thân này như cái bình gốm cố thủ tâm này như thành trì phải chiến đấu với ma bằng khí giới trí tuệ và giữ chiến thắng nhưng không dính mắc. Lý giải có hai thành phần thân và tâm. Thân là khối sắc quẩn do tứ đại hợp thành, tâm là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thân tứ đại gọi là sắc, tâm gồm thọ, tưởng, hành, thức, gọi là danh. Biết thân như bình gốm, cái bình hay lu, chậu được làm từ đất nung, có tính chất dễ vỡ, dễ bể, rất mỏng manh. Thân tứ đại này cũng mỏng manh, dễ hư hoại như thế, bởi già, bệnh và chết. Không làm gì được với thân tứ đại dễ tan rã này. Cái còn giữ lại được và làm lợi ích, đó là tâm. Mặc dù tâm cũng sanh diệt vô thường, nhưng khéo tu tâm sẽ đạt đến giải thoát. Bởi vậy, Đức Phật dạy giữ tâm như thủ thành. Tâm sanh, chích xuất bà đó, có nhiều thứ. Có thứ tâm phải từ bỏ, như tâm bất thiện. Có thứ tâm nên giữ lại và phát triển lớn mạnh, như tâm thiện. Nhưng phiền não ma, ý lê sắc ma đó, trừ chúng sanh. Bởi thế, phải dùng với phiền ma, tức là tùy quán vô thường, tùy quán khổ não, tùy quán vô ngã. Khi hành giả với trí tuệ tùy quán tâm sẽ đạt đến các ứng chứng tuệ giác. Vipassana nha. Đó là sự chiến thắng giả. Nhưng chưa phải kết thúc cuộc chiến cho đến khi nào chưa. Bởi thế, hành giả nên giữ chiến thắng nhưng phiền não bất kỳ lời sắc nữa cho đến khi chứng đắc đạo quả. Biên soạn giáo trình thì khai tuệ siêu. Ở đây thì con Lăng Nhược xin thay mặt đại chúng bài kệ tỉnh pháp sư. Thuở Đức Phật xin thành chánh giác gặm mắt cao thâm phạm thiên hầu Phật tâm thành công bạch Thế Tôn muôn nghìn ức khai qua một chuyển pháp đăng tòa chúng sanh ít bụi và đủ duyên như hoa sen đẹp sinh mùa hạ đóa vương cao đóa lã mặt hồ đóa
còn tận đáy vùng nhiễm sanh căn trí. Vì vi mẫn ngưỡng cầu tế độ thuyền từ cứu khổ đây. Phước Bồ Đề nhân chúc quả phạm khi vẫn vi trần phủ phục là sáng ngời pháp phương im lặng nhời về đạo kiều trần đại ngộ niết bàn vô khổ vô sanh thế gian tam bảo tự thành tâm vị đạo hành nguyện dung rõ Phật dùng đêm đâu tỉnh giấc mộng trường giải thuyết xưa hoàng khai giáo hóa mở đường bởi có tích sự tình ngày trước đại phạm thiên mãi được tăng kính thành dân cúng qua hương ngày thuyết pháp đường từ bi hàng thiện tính mãi mê trần này nặng gánh loan ít khi tâm trí kết buộc sân tham còn nhiều nghe như người được ngọc nghe như Phật đường đi sáng tỏ thỉnh pháp sáng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây thành ngưỡng mong pháp cầu gặp đạo lành Như Lai con cũng tuệ siêu thì giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng thành phong đệ tử Phật. Kính chào và thượng giác đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Ốc Tân, cùng chư tôn đức có mặt. Thân chào quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu pháp cú số 40, câu về phẩm tâm, bài kệ số 8 của phẩm tâm. Câu kệ này có dư sự mà tình tiết nó hai đoạn. Chúng tôi soạn, chúng tôi không có bỏ một đoạn nào vì cũng để có thêm cái bài học. Cái đoạn đầu thì nói về 500 vị tỳ kheo học thiền quán từ nơi Đức Phật, rồi các vị đi vào rừng. Ở trong khu rừng nó có nhiều phi nhân. Phi nhân là những cái loài chúng sanh thuộc về chư thiên hay là Atula, Cà Thác Bà, Dạ Xoa vân vân được gọi là phi nhân. Hay chúng ta gọi nôm na theo thượng gọi là có nhiều ma quỷ. Ở trong khu rừng có nhiều ma quỷ. Khi các vị tỳ kheo đi đến đó, do cái đức hạnh, giới hạnh của các vị có cái quy lực khiến cho các loài phi nhân họ không có thể ngự ở trên cao được. Vì các vị tỳ kheo với đức mà ngồi ở dưới gốc cây
dưới mặt đất, mà các vị đang ngồi trên thì nóng nảy chịu không nổi, cho nên phải dời nhau đi xuống dưới đất mà trú ngụ. Lúc ban đầu thì các loài, các phi nhân nghĩ rằng là các ngài này, các vị tôn giả này chắc có lẽ là ghé đây ít hôm rồi đi. Nhưng rồi các vị tỳ kheo ở trên lâu, bởi vì các vị đang hành thiền cho nên thấy lâu quá mà các vị chưa có giờ đi, thì phi nhân họ mới nghĩ cái cách là họ quấy phá cho các vị hốt hoảng sợ hãi, rồi các vị bỏ đi về. Trong lúc mà các vị tỳ kheo đang hành thiền thì phi nhân tạo ra những cái âm thanh rất là kỳ quái. Rồi ban đêm các vị đi kinh hành thì các lời phi nhân họ hiện ra, có cái đầu hoặc có cái tai di động, đi tới chạy tới chạy lui, bay tới bay lui vậy đó. Các vị tỳ kheo này lúc nào cái tâm cũng giật mình, cũng hốt hoảng, bởi vì cái bóng ma nó xuất hiện thình lình hoặc là âm thanh nó rú lên thình lình, cho nên các vị thường hay hốt hoảng giật mình. Do vì tâm của các vị bị chi phối mãi như thế cho nên hành đạo không có kết quả, các vị trở nên xanh xao vàng vọt và nghĩ nhau là chúng ta hãy trở về ý kiến bậc đạo sư, ngài dạy như thế nào thì chúng ta sẽ thực hành như vậy. Khi các vị tỳ kheo kéo nhau đi về đến Chittavana, vừa đến lễ Phật thì Đức Phật ngài hỏi thăm các vị tỳ kheo ở đó có được an vui không, mà tu tập có tiến bộ không, thì các vị tỳ kheo mới tường thuật lại cho Đức Phật nghe. Vì khu rừng quá nhiều ma quỷ phi nhân cho nên chúng con thường hay bị chặt phá, không có an tâm mà tu hành được. Đức Phật còn mới dạy cho các vị tỳ kheo bài kinh Metta Sutta, tức là bài kinh Karaniya Mattako Kusale Niyan Tang San Tang Badang Ngọc Phật Sám Mết Trịt Sạc Vô Hồ Chú Trời Sư Hồ Chú Trời Sư Hồ Chú Chát Sá Vô Đu Hà Tì Mà Đi Cơn Vân. Nói về những cái tánh hạnh mà một vị tỳ kheo khi tu thiền, khi niệm tâm từ là phải có những cái tánh hạnh đó mới triển khai ra tâm từ được. Và Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo học thuộc lòng cái bài kinh đó, những cái bài kệ đó, xong rồi trở nhau lại, kéo nhau trở lại cái khu rừng. Và trước khi bước vào cái khu rừng, các vị tỳ kheo đừng tu tập an trú với tâm từ cái đó, mong cho chúng sanh đó được cái sự an vui, đừng mắc mẻ, đừng có quấy, vân vân. Và lúc bây giờ do cái năng lực lòng từ của các vị tỳ kheo khiến cho những cái phi nhân ở trong rừng, ma quỷ trong rừng, họ cảm thấy có cái sự an vui, yên ổn. Và họ nghĩ rằng nhờ các vị tỳ kheo này chúng ta mới được an vui hạnh phúc, vậy thôi, chúng ta đừng có chọc phá nữa.
mà hãy hộ trì cho các vị hành đạo. Rồi từ đó về sau đó, Phi Dân không có hiện hình, không có tạo ra những âm thanh kỳ quặc để hù nhát các vị tỳ kheo nữa. Các vị tỳ kheo yên tâm tu tập. Nếu cái giai đoạn thứ nhất của Duy Sự nói về các vị tỳ kheo tu tập tâm từ trước khi đi vào khu rừng, rồi sau khi đã yên được cái vấn đề phi nhân rồi đó, các vị tỳ kheo muốn cùng nhau hành chung một cái đề mục là thân vô thường. Khi mà các vị tỳ kheo suy quán cái thân này nó như là cái đồ gốm dễ bể, vân vân, quán vô thường thân đó, nhưng mà chỉ quán đến chỗ đó thôi. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ở tại Chitavana, chùa Kỳ Viên, ngồi trong hương thất. Đức Thế Tôn ngày hướng thiên nhãn để tìm các vị tỳ kheo và thấy các vị đang tu tập quán thân. Đức Phật còn biết rằng là các vị đó đang bị chặn đứng bởi cái địa mục này chưa có thông, cho nên Đức Phật ngài dùng thời thông này xuất hiện từ cái chỗ mà các vị tỳ kheo ở đó, trong khu rừng đó, mà đến Chitavana cũng xa chứ vì bị hàng trăm vô tuần lần. Nhưng mà các vị tỳ kheo nhìn thấy rõ Đức Phật như đang ở hiện trước mặt. Rồi Đức Thế Tôn ngài thuyết lên cái bài kệ Pháp Cú số 40 này: Cầm phu bà măng ca dân y măng quý đi tòa nà cà rù bà măng chít tư lý đăng thập bê tòa dừa thề nà măng bà nhà dư thề nà chít tư lý chà rạc khê anu vê sân ô xìa. Biết thân như bịch gớm, trú thân như thành trì, đấu ma với vương trí, giữ chiến thắng không mất. Bài kệ này nếu mà nói theo văn xuôi đó, y măng ca dăng cung phu bà măng quy đi toa, là khi biết được thân này như cái bịch gốm. Bịch gốm là bịch làm ở đất sét đó thưa quý vị, đất nung. Y đăng chít tăng na ca ru pa măng tha pê ta va, là cố thủ tâm này như thành trì. Pa nha yu thê na ma răng vô thê na vô thê tháp, là phải chiến đấu với ma bằng gương trí. Để khi giới trí tuệ chỉ trừng chắc rạc thê anh đi quê sẵn nô si gia, và giữ chiến thắng nhưng không có, không có dính mắt.
Khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết xong hai bài kệ đó thì 500 vị tỳ kheo đều chứng quả A La Hán. Sau đó các vị đảnh lễ kim thân Phật rồi các ngài ra đi. Tại sao gọi là đảnh lễ kim thân Phật? Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện mình thân thân, có nghĩa là ngay trong lúc mà ngay trong lúc đó, nếu ở tại chùa Chitavana mà Đức Thế Tôn có nhà vua hay là có ai đến viếng thăm thì ngài vẫn ngồi đó, ngài nói, ngài tiếp xúc. Mà ngài có thần thông, ngài xuất hiện trước mặt các vị tỳ kheo như là ngài ở bên cạnh họ vậy. Cho nên sau khi đắc đạo quả thì các vị tỳ kheo đó biết được đây là thần thông của Đức Phật chứ không phải là ngài thật. Rồi các vị đảnh lễ kim thân Phật. Rồi các ngài ra đi. Ở đây thưa quý vị, trong người kể này nói đến danh là sao, cái thân này là thân danh sao, Nāmarūpa. Thân và tâm đều là vô thường sinh diệt, nó có sự đổi khác đi, nhưng mà trên phương diện sắc quẩn đó thì thân này nó dễ dễ như là chiếc bình bằng gốm sứ, hãy pha chạm thì nó bể hoặc là nó rớt xuống khổ chỗ ngồi, cái chỗ mà người ta đặt lễ đó, rớt xuống thì nó cũng bị bể. Thứ này được ví dụ như cái đặc tính của bệnh gớm, nó dễ bể như thế nào thì thân này bị già, bị bệnh, bị chết nó cũng như thế đó. Cho nên khi mà tu tập thì chúng ta có hai việc. Một là chúng ta cần phải hiểu rõ cái thân này tạm bợ vô thường, nhưng mà sau khi biết được như vậy thì phải cố gắng mà tu tập thiền chỉ hay thiền quán. Cái sự tu đó giống như là mình rèn giữ ở nội tâm. Và Đức Phật ngài dùng hình ảnh Nākarūpamaṁ, tức là giữ tâm như là giữ thành vậy. Giữ thành không để cho kẻ địch tấn công, không để cho kẻ địch xâm nhập vào thành. Thì cũng vậy, Đức Phật ngài dạy phải giữ tâm làm sao mà để cho cái phiền não nó chi phối, cũng giống như vua mà thủ thành không để cho quân giặc quân địch nó tấn công vào xâm nhập vào thành vậy đó.
cho nên gọi là giữ giữ công như thành trì lên vậy đó. Thì bây giờ khi mà giữ tâm như thành trì, tức là cố gắng tu tập tâm định để kềm giữ cái tâm đừng cho não phiền nó chi phối, rồi phải chiến đấu với ma quân, những cái khi giới trí tuệ. Cái chữ ma trong trường hợp này đó, nó chỉ cho phiền não ma, gọi là kiri samara, ma phiền não chứ không phải là ma người, ma chư thiên. Nếu mà ma chư thiên thì không cần phải chuẩn bị một cách chú và nói dài đâu, bởi vì nếu mà chư thiên ma đến thì Đức Phật Ngài chỉ đọc lên một bài kệ ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta rồi biến mất à. Nhưng mà mình tu tập đó, thì có một cái thứ ma mà nó sẽ xâm nhập vào thân này, nó xâm nhập vào cái thành quách này, tức là nó làm cho mình vì phiền não tham sân si, nó sân sử, nó chi phối. Thì trong trường hợp đó là vị hành giả muốn triệt tiêu phiền não là phải tu tập tuệ quán, tu tập thiền quán. Và tu tập thiền quán tức là cái loại thiền mà lấy niệm và tuệ làm cái phương tiện tu tập. Khi mà dùng cái trí tuệ để liền và chiến đấu với phiền não ma, thì vị hành giả cái buổi đầu tu tập thiền quán á, trước hết là nhân sắc, có cái trí tuệ để nhận định danh sắc đối với thân ngũ uẩn, hay là đối với thập nhị xứ, thập Phật giới, vân vân. Khi mình phân định danh sắc xong rồi mới tìm cái duyên sanh ra danh sắc, rồi sau đó mới quán tam tứ phổ thông là vô thường, khổ đau, vô ngã, là bắt đầu từ cái tuệ mà gọi là sammasana nhanh á, tức là thẩm sát tuệ. Rồi vị hành giả tu tập tiếp là có cái trí tuệ vị hành giả sau khi quán niệm tâm thứ, vị hành giả chỉ còn thấy danh sắc này có cái sự sanh về diệt, sanh về diệt, sanh về diệt thôi, gọi là sanh diệt tuệ.
Vì do quán thấy cái sự vô thường, khổ, vô ngã, cho nên vị hành giả sẽ đi đến một cái trạng thái của trí tuệ thánh. Cái trí tuệ này, thấy danh sắc này luôn luôn biến diệt, biến người quá thấy sanh diệt, nhưng mà sau đó thì chỉ thấy cái sự biến diệt thôi, gọi là phân cái nhà đó. Ví dụ giống như là khi mà bắt đầu xe khởi động lăn bánh, nó chạy với cái tốc độ chậm, thì mình thấy cái hàng cây từ kia nó đi đến rồi nó bỏ qua, nó qua mặt mình, nó lùi lại ở phía sau, nó chạy tới rồi lùi lại ở phía sau. Cũng như kia mình nói cũng sự sanh diệt vô thường, sau khi mà thuần thục rồi đó, thì các vị sẽ thấy nó biến hoại hoài 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 như vậy. Rồi khi mà tuệ tuệ quán và phát sanh, thấy cái sự đoạn diệt, sự hoại diệt, sự tiêu tán của danh và sắc, sau đó cái vị này khởi lên cái tâm sợ hãi, hay là thấy danh sắc đáng sợ, thấy danh sắc đáng sợ, gọi là thấy như nhà đó. Rồi khi mình thấy danh sắc đáng sợ như vậy, thì vị này bắt đầu phát sanh thứ tuệ khác, gọi là cái nguy hiểm. À, đi nó quá, thấy danh sắc là nguy hiểm, cái trường hợp này đó, ở trong thanh tịnh đạo có thí dụ như là một người họ nhìn, họ đi trên đường, họ nhìn thấy cái hầm trong, họ đứng họ quan sát ở phía dưới đáy cái hố đó, đó có những cái cây trong được vót nhỏ chia thẳng lên trên, nhìn thấy cái hầm trong có cái chiều sâu và lại có những cây dốc nhọn, thì người này ở trong thấy khinh cảm phai giác, vì nghĩ rằng nếu với cái hầm trong này mà một người chỉ cần sơ ý để mà lọt xuống dưới cái hầm đó thì kể như là chết hoặc không chết thì cũng là bị thương, nổ ruột đó thôi. Thì vừa khi thấy sợ hãi thì thấy cái sự nguy hiểm, ai đi nó quá liền, thấy nguy hiểm tức là thấy được cái hầm trong này nó nhọn quắc như vậy, đáng sợ thiệt, và nghĩ rằng là khi mà đến xuống thì chết, thấy sự nguy hiểm đó. Mà khi thấy sự nguy hiểm thì bắt đầu nhàm chán, mà hãy nhàm chán Nipida thì muốn thoát khỏi gọi là dục thoát tuệ. Và khi mà muốn thoát khỏi như vậy đó,
Thì hiện nay tiếp tục dùng cái trí tuệ để quán thấy tâm trước là vô thường, khổ đau, vô ngã. Rồi khi mà những tuệ khởi lên, vị giả mới bắt đầu là cái tâm bình đẳng vững dưng, tức là hành xả tuệ. Khi cái hành xả tuệ đó, cái chỗ này chúng tôi sẽ nói sau, còn bây giờ chúng tôi nói cái giai đoạn trước. Ngài Phú Thất Hô Xá, Ngài nói cái trí tuệ tu tập của vị hành giả nó sẽ trải qua nhiều cái giai đoạn. Rồi ứng dụng giai đoạn, ví dụ giống như là một người nông dân, họ dùng cái nơm để đi nơm cá. Rồi khi mà họ chụp cái nơm xuống dưới đồng ruộng, thì họ thò tay vào trong cái miệng nơm, họ quơ nhầm cái một con rắn là bị dướng ở trong đó. Khi mà người này quơ tay đụng như vậy, người đó nắp chặt và kéo nó ra khỏi, mới thấy đó là một con rắn có ba khoang. Ngài ví dụ ngài thêm cái chữ rắn ba khoang là tại vì thấy rắn ba khoang tức là các ngũ vi nó có ba cái đặc tính là vô thường, khổ, vô ngã. Khi thấy vậy thì lúc ban đầu thì vị hành giả sợ, giống như người nông dân mà thấy người rắn ba khoang thì bắt đầu hốt hoảng. Khi hốt hoảng sợ cái sự vô thường, khổ, vô ngã, mới thấy được cái sự nguy hiểm của cái đời sắc. Cũng giống như là khi nó đã qua cái cơ sở, nó thấy rằng con rắn là nguy hiểm. Rồi sau khi thấy được con rắn là nguy hiểm thì người này không còn có cái sự hí hửng vui vẻ hoan hỷ, có cái sự chán ghét gọi là nibbida, hay gọi là ý mố. Đối với vị giả tu tập thiền quán thì gọi là ý mố tuệ. Mà khi chán ghét thì muốn thoát ra, muốn thoát ra khỏi danh sắc này. Và khi mà muốn thoát ra khỏi danh sắc đó, thì cũng giống như là một cái người nông dân đó, khi mà thấy cái sự nguy hiểm của cô rắn, không muốn cầm rau mà muốn đem ném nó đi. Người này mới suy nghĩ, nó cái đuôi của rắn và quay tròn để cho con rắn không có cơ hội nó quay đầu lại nó cắn. Rồi sau khi quay ba vòng như vậy, buông tay ra thì con rắn bay đi thật xa, bay đi mất dạng, dân đến dạng. Thì đến đây cũng giống như là về hành giả mà tu tập tuệ quán và đến cái chỗ gọi là thẩm sát tuệ. Rồi khi mà người nông dân họ ném được con rắn ra xa, lúc bây giờ cái tâm trở lại bình thường, chúng ta gọi nơi ta gọi là hoàn hồn. Nãy sợ quá hốt hoảng, khi mà ném được con rắn đi thật xa thì hoàn hồn lại, đấy là tâm bình thẳng trở lại. Cũng như cái viền giả tu tập vậy, trong cái giai đoạn mà đoạn nghi tịnh chỉ muốn thấy danh, mới thấy được
duy danh sắc thôi. Đến khi mà thấy sự xa diệt của danh sắc, thấy sự hoại diệt của danh sắc, gần cái nhà lá, cho đến khi mà quan sát tam tướng đối với danh sắc, thì cái tâm mới bắt đầu giữ dưng trở lại, bình thản trở lại. Khi mà bình tĩnh trở lại thì vị này mới củng cố chánh niệm tỉnh giác để tiếp tục thường hữu đâu vô ngã và đạt đến một cái tuệ gọi là thuận thứ tuệ. Rồi chuyển thọ tuệ vô trợ phu. Thì ngay trong lúc đó, một cái chủ dài của tuệ quán minh sát, sau khi tâm chuyển thọ khởi lên thì vị này sẽ chứng được đầu quả từ tu đầu quần cho đến a la hán. Quý vị chờ chút tôi rót tí nước. Ở đây có điểm lạ lắm thưa quý vị. Khi mà chúng ta học trong Thắng Pháp đó, thì học chỉ có cái lộ đắc đạo, từ cái giai đoạn mà sau khai ý môn cái chẳng được những lực dục giới trí, những lực thị dục giới hợp trí, lực là chuẩn bị Pratama cận hành mới thuận thứ Anuloma, rồi mới tới Vô Tra Phu mới tới tâm đạo tâm quả. Thì chúng ta học đến trường đó, đến khi chúng ta học 16 tuệ minh sát đó, thì có người họ thắc mắc, nếu vậy thì tại sao trong Thắng Pháp lại nói đến sự dưỡng trình mà tâm trước khi đắc đạo quả, đang khi đắc đạo quả là nó khởi lên chuẩn bị cần hành thượng thứ, rồi mới tới chuyển tập với đạo quả, còn đây sao mà bỏ đi? Thì thứ gì bỏ cái giai đoạn mà hành xả tuệ đó, trở về trước đó, là cái giai đoạn của cái lộ ý môn thông thường quán tam tướng, lộ ý môn thông thường quán tam tướng. Còn khi mà đạt đến cái thuận thứ tuệ Anuloma đó, thì thật ra Anuloma thuận thứ cái giai đoạn tuệ này nó có bốn cái sắc na tâm, bốn sắc na cũng là Anuloma cả, nhưng mà Anuloma nó khởi lên cái sát na đầu tiên gọi là Parikalpa là chuẩn bị, cũng là Anuloma, nhưng mà cái sát na thứ hai gọi là cận hành Upachara, rồi cũng là thuận thứ Anuloma,
là cái sát na thứ ba. Anuloma là tâm thuận thứ sau cùng. Chuyển sang thánh thánh đó, thì Anuloma này gọi là Gotrafu, là chuyển tộc. Cho nên đó, khi một vị nhập thiền quả, tại sao ở trong cái lộ trình của các vị nhập thiền quả thì cứ là khai y môn rồi thuận thứ thuận thứ thuận thứ thuận thứ rồi tâm thiền, chỉ vậy thôi, bốn thuận thứ. Thì chúng ta phải nhớ trong lộ đắc đạo như vậy, bốn cái thuận thứ. Nhưng mà bốn thuận thứ đó, cái tâm thuận thứ đầu tiên thì gọi là Vritthamma, là chuẩn bị. Cái tâm thuận thứ thứ hai đó thì gọi là cận hành, vì nó gần chút xíu. Rồi cái tâm thuận thứ thứ ba thì cũng gọi là tâm thuận thứ, bởi vì nó thì bên rồi. Nhưng mà tâm thuận thứ thứ tư là bởi vì đó là cái làn ranh ở giữa chuẩn, giữa phạm chuẩn và thánh chuẩn. Chữ chủng ở đây chữ Gotā hay là Gotra, chữ phu tức là Afifu, tức là chuyển hay là thắng phục. Cho nên chữ Gotra phu thì chúng ta phải hiểu là chuyển tập. Thì có hai là vô thu chân đá, vô tá là tộc hay là cái chủng chính của phạm phu. Thì cái thông chuyển tiệp đó là cái tuệ thuận thứ mà nó biết cảnh lý bạc, chứ không còn là bắt cảnh vô thường khổ đau vô ngã của danh sắc nữa, rồi mới chuyển qua cái tâm đạo Makkhacitta, Phalacitta là tâm quả, đạo quả. Cho nên nếu có ai hỏi chúng ta rằng là tại sao trong kinh tạng khi mà nói đến, hoặc là trong chú giải nói đến 16 cái tuệ minh sát, 10 cái tuệ minh sát, 10 hay là 16 tuệ minh sát, thì ở đây chỉ lấy Anuloma thuận thứ rồi chuyển tộc rồi đạo quả mà không nói đến chuẩn bị cơ hành thuận thứ. Chuẩn bị cơ hành thì chúng ta nói chuẩn bị cơ hành nó là cũng là tâm thuận thứ thôi, nhưng mà tâm thuận thứ nó diễn ra bốn thứ, bốn thứ tâm, bốn thứ sắc nà, bốn trình độ khác nhau. Chuẩn bị cơ hành thuận thứ chuyển tộc vậy đó. Thì thưa quý vị, trong cái giai đoạn mà kể từ khi hành giả bắt đầu tu tập, dùng cái trí tuệ để mà nhận định danh sắc quan ngũ quẩn, là bắt đầu dùng cái khí giới trí tuệ để mà chiến đấu với phiền não ma đó, chiến đấu với phiền não ma. Thì từ cái nhận định danh sắc tuệ, cái tuệ nhận định danh sắc, rồi cái tuệ thánh biết duyên danh sắc, hay là danh sắc hiển duyên tuệ, là những cái tuệ đó sẽ giúp cho vị hành giả chiến đấu giống như là chiến đấu với ma bằng gương trí vậy. Vậy dần dần nếu mà vị này chưa có qua khỏi, chưa có qua khỏi Anuloma, chưa có đạt đến Anuloma,
Thì chưa yên tâm thưa quý vị, mặc dù dùng vương trí chứ đâu, nhưng mà đạt đến cái tuệ hiển duyên, hiển duyên danh sắc tuệ, hay là phẩm sắc tuệ, tức là quán tam tướng, hoặc là sanh diệt tuệ, hay là diệt một tuệ, hoặc là kinh quyết tuệ, thấy sợ hãi, rồi nguy hại tuệ, tức là thấy danh sắc thì nó có cái sự nguy hại, rồi chuyển, rồi cái dục thoát tuệ, đi đến cái chỗ hành xả tuệ. Thường thường thì các vị hành giả đó, khi mà đạt đến hành xả tuệ thì các vị đó dừng lại ở đó. Đa phần là các vị dừng lại ở đó. Vì vậy cho nên đó, khi mà đạt đến cái chỗ này kể như là chiến thắng, nhưng mà không khéo thì ở những cái giai đoạn tuệ đó, vị đó bị dính mắc dừng lại. Nhất là ở cái giai đoạn mà gọi là sanh diệt tuệ, khi mình bước qua sanh diệt tuệ, cái giai đoạn đầu còn yếu thì vị đó nói trí tuệ yếu, tuệ quán yếu, nhưng mà nó thắng trội hơn là cái trí tuệ bình thường. Bởi thế cho nên ở cái giai đoạn này rất dễ bị ngộ nhận, vì hào quang ánh sáng nó phát sanh lên, rồi cái niềm tin dũng mãnh, hay là cái sự tinh tấn hăng hái khởi lên, hoặc là cái sự an lạc, hoặc là cái tâm quá yên tĩnh. Cho nên những cái chỗ này khiến cho cái tâm của vị đó nó bị dính mắc, nhất là cái điều nó cũng bắt cái lê sát tùy phiền não thứ 10 á, rồi đi cành tiết. Đi cành tiết tức là cái sự ái nhiễm ngay cái chỗ này đó, rất dễ bị dính mắc. Cho nên Đức Phật mới nói rằng trong bài kệ là chỉ tình chất rạch thê, nên giữ chiến thắng. Anh đi quê sắc lô sư gia, nhưng không có mất, không có dính mắc, nghĩa là phải tiếp tục vượt qua tuệ thuận thứ anh đô lô qua nhà nát, rồi đến cái tuệ chuyển tập vua trong phu, rồi đến cái tuệ đạo tuệ quả. Khi nào đáng đắc tuệ đạo tuệ quả rồi đó, thì xem như là mọi việc đã hoàn tất. Thì lúc bây giờ mới xem như là phiền não không có công phá nữa, không có công phá cái tâm nữa. Giống như một người giữ thành, vua mà giữ thành, hay một tướng soái mà giữ thành, địch tấn công nhưng mà mình cố thủ vững chắc là địch tấn công nổi, nhưng mà khi thám thính mà địch không tấn công được, mà nó còn bao vây ở bên ngoài, nó còn an binh bất động ở bên ngoài, thì chưa có đảm bảo rằng là cái thành sẽ yên ổn. Cho nên phải cố thủ nữa, phải chiến đấu nữa, cho đến khi nào mà thám thính thấy rằng địch đã chán nản, địch đã bỏ đi, thì lúc bây giờ mới được xem như là mình hoàn toàn chiến thắng. Thì cái trường hợp của quý vị, mình giữ tâm
Mặc dù mình tu tập các tuệ minh sát, nhưng mà chỉ mới có đạt đến cái tuệ sinh diệt tuệ, thấy sự sanh diệt của danh sắc, thấy cái sự nguy hại của danh sắc, rồi nhãn, rồi dục thoát, tức là muốn thoát khỏi danh sắc, vân vân. Những cái tuệ đó chỉ là những cái chiến thắng bước đầu. Mình cố gắng giữ chiến thắng đó, nhưng mà mình không có cái sự dính mắc ở chỗ đó, mình phải vượt qua. Đến bây giờ thì nó trụ, nó mạnh, bởi vì chiến đấu với phiền não ma nó khó chứ không phải dễ. Thưa quý vị, chiến đấu với phiền não ma rắc rối lắm. Nhiều khi đó, chúng ta trong đời sống bình thường của chúng ta đi nè, đừng nói chi là tu thiền, trong đời sống bình thường thôi, khi mà người Phật tử chúng ta mà tu tập, có lúc chúng ta có tâm quan hỷ, chúng ta bố thí cúng dường xả tài được, rồi chúng ta quan hỷ trong cái việc giữ giới, nhưng mà không phải chúng ta đừng nghĩ rằng mình tu tập đến mức độ xả tài được, giữ giới được tốt như vậy là chúng ta dừng lại. Không đâu, là chúng ta còn nhiều chuyện cần phải làm nữa. Bởi vì khi mà chúng ta dừng lại ở chỗ đó, mắc ở chỗ đó, dính mắc ở chỗ đó, thì cái kiêu mạn, dục mạn nó sẽ tiếp tục nó tăng trưởng. Cho nên chúng ta không có dừng lại. Vì biết mà chúng tôi xin chùa để thưa quý vị, khi mà chúng tôi đứng quan sát xem người ta ép cừ mà cừ sạn đó, một cây dài cỡ khoảng từ 6 mét, người ta ép bằng thủy lực, ép xuống lòng đất ngay cái chỗ địa điểm mà cột sẽ dựng lên đó, để cho nó chặt. Khi người ta ép xuống như vậy, tới lỡ mà ép chừng nửa cây cừ, tới giờ trưa người ta không dám nghỉ trưa, người ta vẫn ép tiếp tục. Chúng ta hỏi tại sao, nếu mà không dừng lại, nếu mà dừng lại để nghỉ, cho mấy anh em nghỉ trưa ăn cơm trưa xong hả là tiếp, họ nói không được. Nếu mà dừng lại đó thì nước kia sẽ hết, nó sẽ hết cái cây cừ đó đi, là đến chừng ăn cơm trưa xong một tiếng đồng hồ sau quay trở lại mà ép thì ép thật không, ép không xuống, bởi vì nó bị hết đứt. Vì lớn vậy thưa quý vị, cho nên khi mà nó đang cái trớn nó đi xuống, cây cừ nó đi xuống thì cứ dừng ép xuống chừng nào mà cái đầu cừ nó bằng cái mặt đứt thì như vậy là mới yên tâm. Chứ còn ép nữa chừng bỏ đó ngồi hút thuốc uống cà phê một hồi là ép không xuống nữa, chỉ có nước là mặt ngang thôi. Cho nên cái việc chúng ta tu tập cũng vậy, ngay cái việc mà chúng ta soạn bài cũng vậy đó. Lúc trước đó, những lúc mà chúng tôi không có công việc ở bên ngoài đó, chúng tôi hễ sáng là chúng tôi bắt đầu soạn bài, tới trưa cái dùng cơm trưa xong nghỉ ngơi chút rồi cái soạn bài tiếp, tới chiều tối soạn, như vậy công việc nó chạy lắm thưa quý vị. Nhưng mà bắt đầu khoảng chừng gần nửa tháng nay, vì công việc ở bên chùa xử lý, mà chúng tôi phải có cái trách nhiệm là chúng tôi tiếp tục, chúng tôi sửa chữa cái cây đường, sửa chữa phòng ốc cho các phước xá, rồi
sửa chữa những cái toilet lại, bởi vì mưa xuống mà lâu ngày nó hư cũ. Lúc trước mình nghĩ rằng nó còn xài được cho nên mình không có quan tâm, mình chỉ lo mình tái thiết cái chánh điện thôi, chánh điện với tăng xá ở đây. Nhưng mà bây giờ chỗ đó nó xuống cấp quá, nước ngập nữa, cho nên chúng tôi phải nâng đền, phải làm. Ngày nào chúng tôi cũng phải đi làm, từ sáng 7 giờ mà chúng tôi đi cho tới 5 giờ chiều chúng tôi mới về Vi Giác trở lại. Thế là trong nửa tháng này mới tiến là chúng tôi xong bài không được bao nhiêu hết. Là tại sao vậy? Bởi vì mình bị dừng lại, mình bị dính cái công chuyện đó, cái chuyện này nó bị cù lại. Ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Người nào mà đi pháp học cũng như đi pháp hành mà chúng ta mới đạt được một chút ít cái thành quả để chúng ta nghĩ rằng như vậy là thoải mái, vậy là hoan hỷ rồi, cái chúng ta bị dính mắc lại trở lại, dừng lại ở chỗ đó thì sau đó chúng ta muốn tiếp tục được khó lắm, thưa vị, lâu lắm. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cũng nên học cái bài kệ này để chúng ta biết, cũng giống như trong binh thư người ta dạy cái câu thất bại không nản, chiến thắng không kêu. Cái toán quân mà họ đánh trận mà họ chiến thắng mà họ kêu hãnh đó, họ mừng rỡ, cái họ rút quân về đồn trại, tối về lâu bài ra ăn tiệc tùng mừng chiến thắng, nhậu nhẹt say sưa, nghĩa là không còn tỉnh táo nữa, tới khuya cái gì bắt đầu địch tướng không sẵn công đến ấp thì trở tay không kịp rồi, thì kể như là bao nhiêu cái công chiến thắng của các ngày trước là nó tiêu ma hết, là bây giờ bị thất bại hoàn toàn. Cho nên bại không nản nhưng mà thắng không kêu, thì cũng áp dụng như trong cái việc tu tập của chúng ta vậy. Thực hành đạt đến thành tựu được 1/3 đoạn đường thì chúng ta nên tự biết rằng là còn có những chuyện cần phải làm, ta chưa đạt đến cái mục tiêu đánh. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ không dừng lại, chúng ta sẽ không dừng lại. Có như vậy thì chúng ta mới có sự tiến bộ. Còn nếu mà chúng ta làm chút rồi chúng ta dừng lại, làm chút chúng ta dừng lại, là không biết bao giờ chúng ta mới làm cho xong được. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là tất cả chúng ta khi mà học lại những câu Phật khô pháp cúng mà Đức Phật ngài dạy, như là những lời vàng ngọc ngài đã nhắc nhở, nếu mà chúng ta chiêm nghiệm cho kỹ, chúng ta sẽ thấy rất bổ ích cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Để lâu ngày chúng ta có thể chúng ta bị quên lãng những Phật ngôn đó. Do chúng ta quên lãng như vậy cho nên chúng ta cứ lặp đi lặp lại dậm chân tại chỗ, nghĩ là sáng công phu tụng kinh lễ bái tam bảo, rồi ban ngày chúng ta làm cái công việc gì đó, rồi chúng ta hoặc là chúng ta đi tụng kinh, rồi tối chiều về chúng ta cũng tụng kinh, không bao giờ chúng ta có thể tiến bộ nhanh được. Chúng ta thành tựu được cái gì đó chúng ta cần phải tiến lên, cho nên giữ chiến thắng là chúng ta không dính mắc là như vậy. Thì ý nghĩa của cái bài học hôm nay chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu, và bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Phần thời gian còn lại xin tỉnh bà thượng giác đẳng điều họp với chư tăng. Nam mô Bụt Thầy.
Ông Hòa Thượng Nhất Đánh đang bận làm việc giấy tờ gì đó, cho nên giờ này không biết Thượng Tọa Hóa Tân có mặt ở trước máy không ạ? À? Xin hỏi Thượng Tọa Hóa Tân, Thượng Tọa có trước ở trước máy không? Ồ, tốt quá, sợ thú. Xin hỏi Thượng Tọa Hóa Tân, hôm nay chúng ta học câu pháp cú mà Đức Phật đã dạy là tiết thân như đồ gốm, như bịch gốm, giữ tâm như thành trì, giữa thân và tâm thì thân này tại sao Đức Phật này không khuyên chúng ta tu tập thân, biết thân như bệnh gớm thì thôi chúng ta bỏ nó đi, còn tâm mặc dù đó là vô thường nhưng mà Đức Phật này dạy chúng ta là phải trú tâm như thành trì, tức là như vậy là tâm có giá trị như thế nào và thân nó không có giá trị như thế nào, thì xin thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm cái ý nghĩa này. Xin thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Tọa Minh Hạnh Tự Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, tri ân Hòa Thượng rất nhiều. Vừa rồi đã có cái bài giảng cái câu pháp cú nói trên. Và để tiếp theo lời của Hòa Thượng qua cái câu hỏi cũng như là cái bài giảng ấy, thì để điểm quyết trong khi Hòa Thượng Giác Đẳng không có mặt ở trước máy. Và ở đây thì theo con nghĩ đó là rõ ràng thì qua cái câu pháp cú trên thì thấy rằng Đức Phật này nói rằng cái thân như cái bình gốm, rồi cái tâm thì cần phải giữ như cái thành trì kiên cố. Dạ, thì mới có thể là chiến đấu được cái giặc ma, tức là phiền não đó. Thì rõ ràng thì cái câu pháp cú đó thì thấy cái thân đó nó giả tạm, nó không có bền chắc. Thực sự ra chúng ta sống trong cuộc đời này thì nó mong manh lắm. Nó mong manh. Cái điều này đó thì rõ ràng là cái thân thì nó rất là mong manh, nó không có bền chắc, cũng không biết là lúc nào chúng ta cũng cái từ giả trong cuộc đời này. Khi mà nói như vậy đó thì Đức Phật này mới nói rằng là giữ tâm như thành trì, bởi vì cái tâm là cái điều quan trọng. Mình biết cái thân nó vốn là nó mong manh như vậy, cho nên là mình phải phải tinh tấn,
Tinh tấn ở đây đó là cái việc mà mình giữ cái tâm của mình. Thì cuộc sống luân hồi thì nó luân chuyển trong nhiều kiếp luân hồi. Cũng có một cái câu pháp cú khác Đức Phật ngài nói rằng mượn cái thân này để chúng ta tu tập. Do vậy đó thì khi mà mượn có cái thân này á, chúng ta biết có cái thân này nó cũng như là một cái sự giả tạm, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta hủy hoại cái thân này, mà mượn cái thân này để tu tập. Đặc biệt là khi chúng ta còn luân hồi đó, thì cái gì làm cho chúng ta luân hồi? Đó là phiền não, đó là nghiệp. Do có phiền não cho nên khiến chúng ta hành động. Khi chúng ta hành động thì cái điều quan trọng là nên giữ cái tâm của mình, để cái tâm theo cái phương hướng tự nhiên của phàm phu đó là bị những cái phiền não chi phối. Đặc biệt là chúng ta bị trì trệ ở trong cái đời sống của mình, khi còn chứa chấp luân hồi, còn đầy vẫy của phiền não đó, thì rõ ràng là chúng ta còn luân hồi. Cho nên ở đây giữ cái tâm thành trì đó là đừng để cho cái tâm bị tán loạn, đừng để cho cái tâm bị lôi kéo theo khuynh hướng của luân hồi, khuynh hướng của phiền não. Cho nên giữ cái thân, giữ cái tâm ở đây là giữ cái tâm như một sự thành kỳ kiên cố, không để cho bị chi phối của phiền não. Bởi vì chi phối của phiền não là chứa chấp của luân hồi, cho nên khi mà còn luân hồi là còn khổ đau. Mình biết cái thân nó giả tạm, nhưng mà mình mượn cái thân này để mình tu. Thân và tâm nó có sự liên kết với nhau, đặc biệt là chúng ta tu tập trau dồi về tâm. Một khi mà chúng ta tu tập để mà ngăn ngừa những cái phiền não hay đoạn trừ những cái phiền não, điều đó là cần thiết. Bởi vì một khi mà yếu đuối, một khi mà thiếu đi cái sự tinh tấn ở trong thiện pháp đó, thì chúng ta bị ngã cục. Giống như nói cái sự mà dễ vui vậy đó. Khi mà mình còn lơ đễnh, sao nhãng ở trong cái đời sống hành trì thiện pháp đó, thì giống như là sự chết. Mà khi mà mình có được cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực đó, thì đó là một cái chất liệu tốt giúp cho mình tinh tấn ở trong cái thiện pháp, để mà mình thu ngắn cái đời sống luân hồi. Như vậy thì cái việc mà giữ cái tâm như một cái thành trì ở đây, chúng tôi nghĩ rằng là trước nhất là mình có cái sự tinh tấn trong thiện pháp. Bởi vì nếu như mình không có cái sự tinh tấn trong thiện pháp á, thì mình sẽ dễ dàng bị sao nhãng, dễ dàng bị thối thất trong đời sống hành trì của mình. Cái thứ hai nữa đó là mình cần phải, dù là pháp học hay là pháp hành, mình không có bỏ xóa đi với cái thời gian. Bởi thời gian đối với mình nó rất là quý. Khi mà mình hiểu rằng cái thân này nó giống như là cái đồ gốm, nó mong manh như vậy, không biết lúc nào chúng ta từ giã cõi đời đó, thì mình phải tinh tấn và siêng năng, siêng năng, dù trong khoảnh khắc, dù là ngắn ngủi nhất. Học cũng vậy, học Phật pháp phải siêng năng. Bởi vì đến một lúc nào đó thì mình không còn, dù có nỗ lực đấy, thì mình cũng không có thể làm được nữa.
học Phật pháp cũng như là hành trì đó, hành Phật pháp vậy đó, như là một người hành thiền cũng vậy, hành pháp hành cũng vậy, đi đứng nằm ngồi chúng ta cũng phải có cái sự chuyên chú. Nếu chúng ta thất niệm, nếu chúng ta không giữ cái tâm của mình, để cho cái tâm của mình nó bị phóng dật, tâm của mình nó bị theo khuynh hướng dục, tư duy hận, tư duy hại, tư duy đi, thì nó không tốt. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là không phải làm một ngày một bữa, mà cần phải làm thường xuyên đều đặn, làm thường xuyên đều đặn. Không có cái sự nỗ lực đó đó, không có cái sự chuyên chú đó đó, thì nó sẽ bị sao nhãng đi. Khi mà mình bị sao nhãng thì bị ma xâm nhập thôi, tức là bị phiền não xâm nhập. Trong kinh có nói rằng là nếu thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp sẽ được đẩy lùi. Còn nếu mà ác pháp tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị đẩy lùi. Như vậy thì nếu như cái người tu mà không tinh tấn thì sẽ bị sao nhãng, sẽ bị thối thất, rồi là sẽ đánh, sẽ rời xa đối với chánh pháp. Như vậy thì về trên phương diện pháp hành cũng vậy, tinh tấn trong mỗi niệm, trong mỗi lúc, không có để sao nhãng. Bởi vì một lúc nào đó thì mình vẫn phải tinh tấn, tinh tấn giữ cái tâm này nó như một thành trì kiên cố. Bởi vì mình hiểu là cái thân này nó như đống đồ gốm rồi, và giả tạm rồi, nhưng mà chính nếu chúng ta không có giữ cái tâm như một hành trì kiên cố, tâm để cho tâm bị khuynh hướng trong pháp bất thiện này, thì vô tình chúng ta bị kéo dài cái đời sống luân hồi khổ đau. Như vậy thì với một cái người tu đó, thì mình biết cái thân này nó giả tạm, thì mình lại tinh tấn, mình phải giữ cái tâm của mình như một thành trì kiên cố, với cái đời sống chánh niệm thường xuyên về trên phương diện pháp hành, và tinh tấn ở trong thiện pháp hàng ngày của mình. Nếu mà mình không có cái sự tinh tấn thì mình sẽ bị thối lui ở trong cái đời sống thiện pháp này. Mà đặc biệt là khi mà mình bị thối lui ở trong thiện pháp thì đó là cái điều mà chúng ta bị sa sút trong đời sống thiện pháp. Cho nên ở đây đó, qua cái câu khóa cuốn này đó, chúng tôi nghĩ rằng là hiểu rằng cái thân là sự giả tạm, nhưng mà cái tâm thì cần phải giữ sự kiên cố như là một thành trì, bởi đó là đời sống chánh niệm, đó là đời sống tinh tấn trong thiện pháp hàng ngày của mình. Điều đó rất là quan trọng, bởi vì cái gì làm cho chúng ta luân hồi, đó chính là phiền não, tham ái, rồi vô minh, chấp thủ, rồi khiến chúng ta có cái hành động tạo tác và làm cho chúng ta phải luân hồi khổ đau. Muốn chấm dứt được luân hồi khổ đau thì phải tinh tấn ở trong thiện pháp nói chung, và cái việc hành trì để tận lìa những cái phiền não này, để chúng ta sớm được giải thoát này, điều đó rất là quan trọng. Và đặc biệt là sự tinh tấn trong mỗi thời điểm, mỗi thời khắc nhất định nào đó, chúng ta phải có cái sự tinh tấn liên tục như vậy, thì đó là một cái điều tốt nhất giúp cho một cái vị hành giả tu tập trong Phật pháp này được an lạc, được giải thoát. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Bây giờ thì con kính thỉnh thấy có Hòa Thượng dắt đặng trở lại, kính thỉnh Hòa Thượng trở lại.
Sa thú kính trình thì Đạo Pháp Tân rất nhiều, rất gần của Thượng Tế Siêu đã giúp cho phần điều học vừa rồi. Bạch Hòa Thượng Tế Siêu không biết Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng nghe được xin tỉnh Hòa Thượng, Hòa Kỳ chia sẻ một vài một suy nghĩ của Hòa Thượng, sau đó thì tỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Dạ, bởi vì Thượng Tế Siêu trong cái bài kệ rất ngắn này của Đức Phật đó, thì nếu ai đọc là cái duyên sự thấy rõ ràng là ở đó có một cái cách nhìn rất khác biệt thường tình. Thí dụ như là chúng ta mỗi khi mà gặp những cái nguy biến khó khăn về bảo vệ cái tâm và giữ tâm giống như hộ thành, tại vì cái thân là chỉ như đồ gốm thôi. Và chúng ta cũng thấy rằng chư tỳ kheo bị quấy phá bởi những lời phi nhân, tức là ma quỷ ở bên ngoài, nhưng mà Đức Phật ngài lại nhấn mạnh đến phiền não ma. Dạ, nhấn mạnh đến phiền não ma. Và chúng ta cũng thấy là ở trong lúc mà cuộc sống người ta nghĩ đến khó khăn, ví dụ như bài Từ Bi Kinh chẳng hạn mình tụng đó, thì mình nghĩ đến cái sự an lành, nghĩ đến làm sao cho cuộc sống mình đó được bình yên, hình như là mình dính mắc với mình nhiều hơn. Trong lúc đó thì Đức Phật khuyên chúng ta nên sống không dính mắc. Thì cái lời dạy của Đức Phật dựa trên một cái sự kiện, và ngài dẫn chúng ta đi vào cái góc nhìn khác đi. Thì Bạch Hòa Thượng Tùy Xuyên nhìn vấn đề từ một góc nhìn khác như vậy. Ví dụ như ưu tiên về tâm hơn là thân, và thắng phiền não ma hơn là phi nhân ở bên ngoài, hay hoặc là sống không dính mắc hơn là dính mắc ấy. Thì cái góc nhìn đó nó tạo nên một cái sự khác biệt gì giữa Phật pháp và thế gian pháp, giữa lời dạy của Đức Phật và cái mong cầu thường tình của chúng sanh trong đời này. Xin thỉnh Hòa Thượng cho một cảm nghĩ Hòa Thượng, rồi sau đó thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Cái thỉnh Hòa Thượng tôi xin một bức thầy kết bạch chư tăng, kính thưa quý vị, phần thi cấp và trị bệnh người ta đâu đâu trị đó đó, thì cái đó gọi là bá đạo. Nhưng mà có một cách như là trị bằng đông y á, người ta trị cái gốc thì ta đi theo vương đạo thì nó hay hơn, nó sẽ có hiệu quả lâu bền. Cũng như cái cách mình tu tập và trị, quý vị, từ khi mà chúng ta bị cái gì mà chúng ta hốt hoảng sợ hãi rồi nó sanh ra mệt mỏi uể oải, hay là bị lún tim, hoặc là ăn uống không có tiêu hóa, chúng ta bị bệnh về tiêu hóa hay là bệnh tim mạch chẳng hạn, thì nó xuất phát từ nơi cái tâm bệnh mà ra. Nhưng mà theo Tây y á, thì khi một bệnh nhân đến khai bệnh nói đau bụng, ăn uống không tiêu, lúc này hơi mệt mỏi uể oải, thì người ta nghĩ đến cái chuyện là người ta cho thuốc bao tử hoặc là cho thuốc tim mạch gì thì thôi. Nhưng mà người ta không có trị cái gốc. Trong khi đó Đức Phật là vị tối thượng y vương, tức là vua của các thầy thuốc, ngài biết rõ
các vị tỳ kheo mà bị ốm o gầy mòn do bị sợ hãi hốt hoảng, từ cái chỗ sợ hãi hốt hoảng do phi nhơn ma quỷ nó quấy phá, nhưng mà ma quỷ quấy phá là ở bên ngoài, mà cái sự ốm o gầy mòn của thân xác tiều tụy không có tu tập được là do cái phiền não bên trong, tức là do cái sự hốt hoảng sợ hãi. Cái tâm hốt hoảng sợ hãi đó là cái tâm ma, và do đó phải dùng cái trí tuệ để mà chiến đấu ma bằng gương trí, tức là biết cái thân này nó như mình gớm, cái tính chất dễ bể, mình có sửa chữa nó cũng chữa cũng không được, bị cái tính chất của nó mỏng manh thì thôi, bây giờ mình phải trị cái tâm bệnh trước, tức là phải làm sao giữ tâm này như giữ thành. Thì khi mà giữ cái tâm kiên cố mà không có cái sự hốt hoảng sợ hãi đó, không để cho phiền não ma nó chi phối, bằng cách là dùng cái gương hay dùng cái khí giới trí tuệ để mà chiến đấu. Nhưng mà rồi Đức Phật Thầy dặn, căn dặn là nên chữ chiến thắng nhưng không dính mắc. Là sao vậy? Là bởi vì giống như một người bị bệnh, trong khi uống thuốc mới có được, thí dụ người ta cho một liều, người ta cho một liệu trình trị bệnh là uống 7 ngày thuốc, mà mới uống được có 3 ngày thôi là thấy khỏe trong người, là chưa chi cả là để dừng lại rồi, đã dừng lại nghĩ rằng uống 3 ngày đã khỏe rồi uống chi nữa, thì do bị mắc ở chỗ đó đó. Rồi qua 3 ngày đó, thuốc nó chưa có đủ liều để mà nó chống chọi với cái sự bệnh, qua 3 ngày cái bệnh trở lại. Mà khi mà bệnh trở lại thưa quý vị, là phải uống lại cái liệu trình khác, nhiều ngày khác, chứ không phải là nối tiếp 4 ngày nữa, bởi vì đã bị gián đoạn, có một số thuốc thưa quý vị nó bị lờ. Thì cũng như thế nào ở đây vậy, khi mà một vị tu tập đó, trong cái buổi đầu dùng trí tuệ để mà chiến đấu với phiền não ma, tu tập như chúng tôi dẫn chứng khi nãy về cái việc mà tu tập thiền quán đó, thì trong cái giai đoạn đầu có khi đạt được cái chiến thắng, tức là đạt được như là cái tâm an tịnh, thân an lạc, khinh an, cái thân khinh an, cái tâm định tĩnh, rồi niềm tin mãnh liệt, cái sự tinh tấn đồng diệt, hay là phát sanh lên ánh sáng, gọi là có hào quang đó. Thì lúc bây giờ khi mà đạt được những cái triệu chứng, những cái ấn chứng đó, thì vị hành giả cứ nghĩ rằng là ngộ nhận rằng mình đã đạt đến cái mục đích, mình đã thành công, đã đắc đạo quả, rồi dừng lại ở đó, dính mắc ở đó, dính mắc theo ánh sáng, dính mắc theo cái thân khinh an, vân vân. Thì như vậy là sẽ không có đạt đến cái mục đích cứu cánh. Là vì sao vậy? Bởi vì những cái tuệ lúc ban đầu mà mình đạt được, mà làm cho phát sinh ánh sáng hay là phát sinh lên niềm tin mãnh liệt vân vân, cái đó chỉ là một cái chiến thắng lúc ban đầu thôi. Giữ cái chiến thắng đó nhưng mà không có dính mắc ở đó, cần phải đi lên tiến thêm xa hơn nữa cho đến nào đạt mục tiêu. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng cái cách mà trị bệnh Đức Phật, một là bệnh trị bệnh tận gốc,
chứ không phải là đâu đâu trị đó, trị cái gốc á, trị cái gốc của bệnh chứ không phải là trị cái ngọn. Thứ hai á, mà có Đức Phật dạy trên bài có nghĩa là trị bệnh, trị rút ráo cho đến cuối cùng, cho nên hết liệu trình chứ không phải là nửa chừng rồi thấy khỏe cái dừng lại không uống thuốc, không phải vậy. Có nghĩa là trong khi mà dùng cái khi giới trí tuệ chiến đấu với phiền não ma đó, mình tu tập như vậy mà phát sinh lên những cái ấn chứng, những cái thành quả lúc ban đầu mặc dù là tốt đó, nhưng mà nó chưa chưa có đến đích thì chúng ta không nên dừng lại đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Tẩm như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sao thưa, kính thưa Hòa Thượng Thầy Sư, để Thầy Sư Huynh nghĩ, phần còn lại thì Sư Đệ sẽ đóng góp sau cái lời của Thầy Tật Pháp Tân cũng như Sư. Kính bạch chư Tổng Đức và Thư Quý Phật Tử, chúng ta đọc vào trong kinh Pháp Cú, một ở trong những đặc điểm của bài kinh này đó là những kệ ngôn đều Đức Phật giảng rất là cô độc, và cũng nhờ vào duyên sự được đề cập đến, tức là Đức Phật đã giảng trong bối cảnh nào, cũng như là lời giảng của chư tăng, thì chúng ta dễ dàng nhận ra là những kệ ngôn này tuy rất ngắn nhưng mà hàm nghĩa chứa được nhiều cái điểm mà rất lợi lạc trong đời sống nếu chúng ta suy nghĩ. Thưa quý vị, toàn bộ câu kệ ngôn hôm nay mà Thượng Tọa Siêu dịch từ văn bản Pali sang tiếng Việt thì nhắc cho chúng ta một điểm mà không nên quên, đó là cái sự ưu tiên trong đời sống này. Sinh ra đời làm người đó, thưa quý vị, chúng ta có một cái năng lực giới hạn và chúng ta không thể đổi đá vá trời, và chúng ta không thể làm tất cả mọi việc. Với chừng đó năng lượng đó thì chúng ta có thể đầu tư, có thể tập trung vào một cái lĩnh vực nào đó, một phần nào đó. Chúng tôi có đọc ở đâu đó một câu nói mà không nhớ là của ai, nói rằng người khôn ngoan nhất ở cuộc đời này là người biết cái gì là cái ưu tiên của cuộc sống. Dĩ nhiên là chúng ta có cái liên hệ với xã hội, với gia đình, với bản thân, công ăn việc làm, sự nghiệp, danh vọng, tiền bạc, đủ tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng mình phải đem tất cả những cái gì mà mình có được để dàn trải, để trải rộng ra tất cả mọi thứ, thì thật ra đôi khi điều đó là một điều vượt cái mức độ bình thường, vượt cái khả năng của chúng ta. Nên những người thành công đó đều có cái đặc điểm chung. Đặc điểm chung đó là những người thành công biết làm thế nào để đặt cái gọi là ưu tiên cho cuộc sống. Thì thưa quý vị, ở đây Đức Phật này cho chúng ta hai cái hình ảnh, một hình ảnh của vật chất, hình ảnh của tinh thần, tức là một thứ của thân và một thứ của tâm. Đa phần chúng ta ưu tiên cho cái thân, cả đời chúng ta đó thì nghĩ đến thân của mình cao chút, và chẳng những chúng ta làm sao cho mình được khỏe, được đẹp, và đôi khi chúng ta thấy rằng cái ngoại hình của mình nó trở thành một cái gì quan trọng nhất. Chúng tôi nhớ rằng trong cuộc sống có đôi khi những người có tiền đó thì điều mà họ quan tâm đầu tiên là làm sao để đi chỉnh sửa lại nhan sắc sao cho đẹp, và xem đó là một cái cứu cánh. Nhưng mà trong bài kinh này Đức Phật ngài nhắc cho chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta, dù chúng ta có đi thẩm mỹ viện sửa cho đẹp đến đâu, cho dù chúng ta bồi bổ như thế nào, thì cái bản chất của thân đó thì thật sự nó mong manh. Bản chất của tao thân á thì càng ngày nó càng già, càng dễ vỡ đi,
Nên chi thưa quý vị, và quý vị chờ chúng tôi một chút xíu nha, và quý vị chờ chúng tôi một chút. Xin lỗi, xin thông báo chi tôn đức và xin lỗi quý Phật tử. Mấy hôm nay có một số công việc giấy tờ ở chùa cần làm đó, thì đôi khi gián đoạn. Thì như vậy, đến một lúc nào đó, trong cái nhìn của người con Phật, chúng ta ý thức được rằng, cho dù cái thân này mình cho nó bao nhiêu, mình đầu tư vào nó bao nhiêu, mình trang điểm nó bao nhiêu, mình chỉnh sửa nó bao nhiêu, mình làm đẹp nó bao nhiêu, thì bản chất của nó là dễ vỡ. Dễ vỡ như là những món đồ gốm. Và món đồ gốm thì thứ gì, nó làm bằng đất nung, thậm chí nó là bằng bằng đồ sứ tốt đi nữa thì người Tây phương họ có chữ gọi là China Bond, là những cái gì nó rất là mỏng manh, dễ vỡ lắm. Dạ. Và có thể là một ngày nào đó chúng ta sẽ thất vọng khi thấy rằng cái thân mình sẽ phải rồi già đi, nhưng mà mình vốn đã đầu tư quá nhiều vào cho nó, trong khi mình bỏ quên hẳn một cái lĩnh vực quan trọng khác là tâm. Và khi mà mình nói rằng giữ tâm như hộ thành, giữ tâm như hộ thành, thì chúng ta biết rằng ở trong một cái xứ sở nó yên ổn là nhờ cái thành quách. Và cái thành quách mà nó yên ổn được là do cái vị tướng biết được như thế nào là bảo vệ cái thành quách của mình. Thì bảo vệ thành rất là quan trọng lắm, quan trọng vô cùng. Thành ra giữ tâm như hộ thành là bởi vì nó liên quan đến sự an nguy của đời sống. Và chúng ta tự hỏi rằng trong đời sống của chúng ta có bao nhiêu ưu tiên, có bao nhiêu trọng tâm mà chúng ta đặt ở trong cái việc mà gìn giữ tâm của mình. Hầu như ngay cả một người đi chùa lâu, ngay cả một vị tăng sĩ, có nhiều khi chúng ta quên bẵng đi điều này. Chúng ta quên bẵng đi. Cái tâm nó lúc vui, lúc buồn, lúc xấu, lúc tốt. Mình không cần. Dạ, mình không cần. Mình chỉ bảo vệ cái ngã mình thôi. Bảo vệ thân mình thôi. Mình quên hẳn đi. Là nếu mình không có chú ý, nếu mình không có một thái độ tỉnh táo, nếu mình không có khôn ngoan, thì tâm của mình chao đảo và dao động. Chúng ta nói chuyện với 1.000 người khi họ khổ đó, thì thứ vị chỉ có 1-2 người ý thức được rằng mình nên làm cái gì đó với cái đời sống nội tâm của chính mình. Chúng tôi có nói chuyện với một người Mỹ tên là ông Chuck Canfield. Ông ngày xưa là đi tu và sau này ông hoàn tục ra, ông tốt nghiệp cái bằng về tâm lý học. Thì khi nói chuyện với anh, ông thì ông nói rằng cái người sống ở xã hội Tây phương đó là họ chỉ biết là họ chỉ muốn làm sao họ được an lạc, an vui, nhưng mà họ không bao giờ quan tâm là mình làm thế nào để tâm mình được lành mạnh, làm thế nào tâm của mình ít cái dao động. Đó là vấn đề rất là kỳ quặc trong cuộc sống con người mình. Ví dụ qua thị trời. Xin lỗi quý vị. Thì
Ở đây chúng ta thấy rõ rằng cái tinh thần của người con Phật, mình nói thẳng là trong lời Phật dạy đó, đôi khi Đức Phật Ngài khuyên chúng ta nhìn sự việc ở cái góc nhìn khác hơn là với thường tình. Rồi ở đây Đức Phật Ngài cũng dạy thêm nữa, đó là thắng ma với trí tuệ. Dạ, thắng ma với trí tuệ. Về điểm này đó, nó lại là một cái chuyện rất là trái ngược với cái nhìn của phần đông và thậm chí người Phật tử. Mỗi lần mà chúng tôi thấy Phật tử nói rằng ở trong nhà dường như có ma, hay là thỉnh Chư Tăng đến cầu an, hay hoặc giả là cảm thấy bị ma, bị phi nhân quấy phá v.v. thì thông thường chúng ta chỉ thấy rằng người ta chỉ muốn được sự bình an thôi. Thậm chí tụng bài kinh Karani cũng mong cho mình được bình an, kinh mới ta sụt hết. Nhưng mà Đức Phật trong câu chuyện này thì cũng tương tự xảy ra, và nó còn rõ hơn nữa là Chư Tăng vào rừng hành đạo gặp lời phi nhân quấy phá. Nhưng mà thay vì nói đến ma ở bên ngoài là điều đáng sợ, thì Đức Phật Ngài dạy là nên thắng ma với trí tuệ. Dạ, thắng ma trí tuệ. Ở bên ngoài có ma rồi, nhưng mà trong lòng cũng có ma vậy. Cái ma trong lòng chúng ta không để ý, ma đó là gì? Ma là phiền não. Và cái phiền não ma đó, tại sao mà phải chống phiền não ma bằng trí tuệ? Chúng ta phải khôn, phải khéo, và phải nhận rõ cái bản chất của nó. Dạ. Cái khôn, cái khéo, cái nhận rõ bản chất đó, nó đòi hỏi cái sự tu tập, đòi hỏi trình độ. Cái này là cái người ta không để ý. Chúng ta chỉ muốn là gì? Chúng ta chỉ muốn là cái tha lực, là vào chùa thắp nhang cầu nguyện, gửi từ sớ cho Chư Tăng cầu an. Chúng ta cần cái năng lực nhiệm màu nào đó để bảo vệ. Và chúng ta không chịu thắp sáng trí tuệ, chúng ta để ý tới trí tuệ, và không gì quan trọng đến cái vai trò của sự hiểu biết trong đời sống. Phải sống với sự hiểu biết, phải đối diện với cái ma lòng, ma ở trong lòng mình, đối diện với nội ma bằng trí tuệ. Và cái trí tuệ này là trí tuệ gì? Trí tuệ đủ nhận rõ về bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Trí tuệ đó đủ có cái sự sáng suốt để nhìn vào thân tâm của mình. Thì như vậy, khi mà nói là thắng ma với trí tuệ đó, đó là một cái hình ảnh nó hoàn toàn khác như hơn người ta hiểu. Chúng tôi nói quý vị nghe điểm này là khi mà còn nhỏ vào trong chùa đó, thì sống ở trong chùa, quý vị trong chùa thì có nhiều khi người ta để rất nhiều hũ cốt. Ở phía sau tượng Phật các sao mà vậy? Rồi có nhiều khi sống trong chùa cảnh nó tương đối là nó hơi vắng, và ở cái lúc Phật tử đến chùa thì đông hơi vắng, và có nhiều người đi chùa sợ ma. Nhưng mà phần đông chúng ta đó, nghĩ đến ma thì nghĩ đến làm sao mà tụng những bài kinh như kinh Metta Sutta hay là kinh này kinh kia để trừ ma. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta đặt vấn đề là mình phải đối diện với con ma ở trong trong nội tại như thế nào, ma như thế nào, và cái vai trò của trí tuệ như thế nào. Chúng ta không đặt nặng vấn đề đó. Đó là vấn đề của chúng ta. Chúng ta không thấy được cái ưu tiên, chúng ta thấy được không thấy được những cái đối tượng mà mình cần phải quan tâm, cần phải đối mặt. Nên khi Đức Phật Ngài dạy là thắng ma với trí tuệ đó, câu đó nên được chúng ta thường xuyên nhắc nhở trong đời sống, là đời sống của mình có thắp sáng bằng trí tuệ không? Nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh điển Phật giáo, những lời của Đức Phật dạy, từng câu kinh pháp cú là gì? Đó là những thứ nuôi dưỡng cái trí tuệ của chúng ta. Đó là những thứ làm cho chúng ta sống khôn hơn, sống mẫn điệp hơn, sống có một cái sự hiểu biết hơn. Mình không chịu sống bằng sự hiểu biết, mà mình sống bằng sự sợ hãi. Mình không chịu sống bằng trí tuệ, mà chúng ta sống với tâm tham cầu. Thành ra chúng ta bị dính mắc. Mà càng nó có khổ như vậy là càng dính mắc thì chúng ta càng khổ. Nên trong cái bài kinh này lại là một cái góc nhìn mới, một góc nhìn khác hơn. Chúng ta chịu khó đọc duyên sự, đọc rất kỹ duyên sự, và đọc lời câu Phật dạy, đọc rất kỹ lời Đức Phật dạy. Và chúng ta nên chịu khó tự hỏi, tự đặt lại vấn đề rằng chúng ta có thực sự hiểu lời Phật dạy ở đây không? Chúng ta có thật sự áp dụng những điều đó một phần nào trong đời sống của mình hay không? Hay là chúng ta cứ tiếp tục cái kiểu mà sống u minh minh trong đời sống mà không có quan tâm đến cái gì là cái giá trị thật sự, cái gì là cái mà mình nên đặt trọng tâm, cái gì mà cái mà chúng ta nên phòng hộ. Thì thưa quý vị, khi Đức Phật Ngài dạy chúng ta thì có ba khía cạnh mà chúng ta nên là đã là
đã là người học Phật, đã là người tu Phật, là người tin vào lời dạy Đức Phật, thì chúng ta phải khẳng định rằng đời sống nội tâm rất quan trọng, và chúng ta phải chăm sóc đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần đó là gì? Là khi mình vui, khi mình buồn, khi mình phiền não, khi mình hận thù, khi mình ganh ghét, khi mình đố kỵ, khi mình dao động, mình biết. Cái đó phải biết. Cái người sống mà không có để ý đến nội tâm của mình, lúc nào chỉ ôm bản ngã mình đó, tôi tốt, tôi hay, tôi giỏi, tôi thế này, tôi thế kia. Cái tôi nó có gì quan trọng hết. Cái tôi nó chỉ là một ảo tưởng thôi. Và vấn đề quan trọng là biết cái tâm, cái trạng thái tâm là như thế nào. Cái đó là cái quan trọng. Và khi mà đề cập trạng thái tâm đó, và thấy tâm là một ưu tiên, thì chúng ta đã đi một bước quan trọng. Bước thứ hai là chịu thắp sáng cái trí tuệ của mình. Chúng ta rất may mắn, thưa quý vị, may mắn lắm. Chúng ta có cả một kho tàng của Đức Phật dạy. Đừng nói gì đến tạm tàng kinh điển. Chúng tôi bảo đảm quý vị rằng chỉ 423 bài kệ Pháp Cú thôi đã là bao nhiêu ánh sáng mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Những ánh sáng đó có được chúng ta đem vào trong lòng để mồi, để thắp sáng cái trí tuệ chúng ta không? Và nếu chúng ta chịu thoa khó cọ sát với những lời dạy đó đó, thì thứ việc ánh sáng trí tuệ sẽ sanh khởi. Chúng tôi bảo đảm những gì Đức Phật dạy đó. Chúng tôi nhớ hồi Hòa Thượng Hồ Giác còn sống, có đôi khi Hòa Thượng nói một câu, ngài nói rằng mình không có khôn hơn Đức Phật đâu. Dạ, mình không khôn hơn Đức Phật đâu. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta khôn ngoan rồi lấy cái tư ý mình xử. Nếu mình đọc được những lời dạy của Đức Phật và mình suy nghĩ càng lúc mình thấy rằng thật ra chúng ta không có khôn hơn Đức Phật. Đức Phật ngài đã đi, ngài đã vượt thắng, ngài đã đạt đến mục đích, ngài là bậc thiện thể. Thì những gì ngài để lại cho chúng ta học được rất là nhiều. Tại sao chúng ta không dùng những cái gì mà ngài để lại đó để thắp sáng trí tuệ của chúng ta? Dạ. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu nha. Xin lỗi quý vị. Thì ở đây một khi mà chúng ta đồng công kệ này rồi đó, thì lại tạo cho mình một cái niềm tin. Niềm tin đó là gì? Đó là cái vấn đề của nội tại đó, nó có giải pháp. Dạ, nó có giải pháp. Quý vị, chúng tôi bị tiểu đường, và chúng tôi cũng gặp rất nhiều người bị tiểu đường á. Đôi khi người ta không cách nào để ổn định độ đường á, người ta cảm thấy giống như là vô vọng. Nhưng mà khi mà mình gặp một bác sĩ chuyên về tiểu đường đó, họ có cái phương pháp để chúng ta theo dõi và đưa ra những cái sự trị liệu rồi đó, thì mình cảm thấy độ đường mình ổn định. Và lúc bây giờ mình có niềm tin rằng vấn đề đó không phải là vô vọng, vấn đề là có thể làm được. Thật ra bệnh tiểu đường là bệnh có thể, chúng ta không trị dứt được, nhưng mà chúng ta có thể sống với nó một cách lành mạnh được, nếu chúng ta biết làm đúng cách. Thì ở đây khi Đức Phật ngài dạy rằng là mình thắng ma với trí tuệ đó, thì điều đó Đức Phật ngài cho chúng ta niềm hy vọng. Hy vọng đó là gì? Trí tuệ có thể được thắp sáng và chúng ta sống có thể trí tuệ. Điều quan trọng là chúng ta có cho phép mình để đón nhận những lời Phật dạy, chúng ta có cho phép mình để sống bằng những cái nguồn minh triết hơn là sống với những cái cảm xúc tầm thường ở trong đời sống. Và một khi mà Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, chúng ta thấy rất rõ rằng ngài không có ve vuốt cái bản ngã của chúng ta, ngài không dạy chúng ta là làm sao để đánh bóng cái bản ngã của mình. Mà trong đó, ví dụ Đức Phật dạy cái thân mình nó bị khóa, cái thân mình nó dễ vỡ, cái thân mình nó mong manh như đồ gốm, cái đó không phải là Đức Phật dạy chúng ta đánh bóng bản ngã, mà khuyên chúng ta nhìn vào cái thực tế. Và khi Đức Phật ngài dạy rằng mình có thể thắng ma với trí tuệ, là ngài khẳng định rằng cái căn bệnh trầm kha đó nó không phải là nan y, mà nó có phương thức trị liệu. Nếu chúng ta biết phương thức trị liệu đó là trí tuệ. Do vì cái người con Phật mà người mà gọi là chúng ta hiểu giá trị Phật pháp đó, thì chúng ta không bao giờ tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Cuộc sống không bao giờ có tuyệt vọng trong đời sống. Nhưng với điều kiện là mình phải nắm vào những gì mà mình nghĩ rằng điều đó xác thực. Và những gì mà chúng ta đang nói tại giờ những gì ở đây đó không phải là điều chúng ta suy luận đâu,
điều đó từ lời dạy của Đức Phật. Cái đây 2500 năm á, Đức Phật Ngài đã dạy như vậy và đã truyền đạt qua bao nhiêu thế hệ, và đã có bao nhiêu vị lên đường Phật dạy và tìm thấy được lợi lạc. Các vị vào thế kỷ thứ 5, thế kỷ thứ 6, thứ 12, thế kỷ trước và thế kỷ này đều giống như vậy. Chúng ta vẫn có thể tìm thấy được sự lợi lạc đích thực nếu chúng ta chịu khó lắng nghe và đem vào lòng. Thì thưa quý vị, tiếp theo lời của Hòa Thượng Từ Siêu như Thượng tọa Hợp Tân, chúng tôi xin có vài lời để chia sẻ cùng quý Phật tử. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Gautama. Kính trên chư công đức đã vào lớp học để chia sẻ. Đảnh lễ quý Ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai với môn Thắng Pháp Phổ Thông. Và chúng tôi sẽ là vị đảm trách chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.